Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các một dòng xe đua giá rẻ tại cửa hàng em. Thì tầm giá hơn 5 triệu có thể sở hữu chiếc xe đến từ thương hiệu của Battle Windrider 300. Chiếc xe rất thích hợp với các bác mà mới tiếp cận đến dòng xe đua và muốn tìm một chiếc xe đua ưng ý. Đây là một chiếc xe rất là phù hợp, sử dụng cấu hình của Shimano các bác nhé. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có màu tông màu vàng đen. Em đánh giá được sơn chiếc xe còn khá là mới, 80-90% về độ mới chiếc xe này. Chiếc còn rất là mới thôi nhé. Vâng, chỉ trên 5 triệu các bạn có thể sở hữu chiếc xe này, rất thích hợp các bác mới tiếp cận tập xe đua mà muốn tìm một chiếc xe đua giá rẻ để làm quen. Đây là chiếc xe rất là phù hợp, Battle Windrider 300, khung aluminium, khung nhôm. Trên khung xe ghi là 480 với là size 48 các bác nhé. Lam xe đo chiều cao. Rồi lại các bác xem. Điên nguyên bản của hãng các bác nhé, Battle. Điên khá là đẹp, còn rất là mới. Chiếc xe em nhìn tổng thể thì không có những vết xước vào lớn cả, nhưng rất ít những vết xước. Đây là một chiếc xe đã qua sử dụng, máy tiếp còn rất là mới thôi nhé. Lip của Shimano, lip 7 tầng và phủ đề của Shimano Toley. Chiếc của lip còn rất là tốt. Phía bên đây thì cũng gạt đi, cũng của Shimano Toley các bác nhé. Xe em đánh giá là nguyên một bộ group của Shimano Toley. Đùi đĩa của Blue U. Đùi đĩa đẹp. Sử dụng bộ tay lắc bấm của Shimano Toley thôi chứ. Lắc lên lip thì tay lắc, còn xuống thì là bấm thôi nhé. Rất dễ dàng sử dụng luôn. Tương tự bên tay đĩa không phải của Toley. Cầm bộ theo xe. Xe hình thức còn rất là tốt, xanh ba mảnh. Và chiếc xe được trang bị bộ lốp, vành lốp là 700 × 25C. Đây là bên dưới cùng, có ghi chữ aluminium line, nhôm xương, nhôm nhẹ các bác nhé. Bình nhôm hai lớp. Đây là hình thức lốp sau, lốp chọc và lốp còn rất là mới, có thể đi được một thời gian rất là lâu lắm, có thể phải thay bộ lốp này. Bây giờ em sẽ đo chiều cao không đứng của xe. 50. Xe chiều cao không đứng là 50 các bác nhé.
ngang 53. Cô có bác từ 1m63 đến 1m75 đi với chiếc xe này. Bây giờ sẽ đi vào chuyển động của xe với 7 tầng nhíp của Solo lên nhíp xuống nhíp. Rồi, rất là tốt, bộ đề của Tô Lê các bác nhé. Và phía bên này là bộ đùi đĩa 2 tầng của Broyu xuống đĩa, lên đĩa. Cả đĩa của Solo Tô Lê đồng bộ theo xe. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Battle Winrider 300 và chiếc xe có giá cực tốt này gửi em với mức giá là 5,2 triệu. Các bác có thể sở hữu một chiếc xe đua rồi, được sử dụng vào cấu hình của Shimano. Vâng, các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem những ảnh chi tiết chiếc xe lên YouTube, theo dõi kênh xe đạp và nhấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại của em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.